diễn viên Quốc Tuấn trở lại đóng phim điện ảnh sau 18 năm. Diễn viên Quốc Tuấn khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong phim Người vợ cuối cùng đang chiếu rạp. Kể từ phim Đường Thư ra mắt năm 2005, diễn viên Quốc Tuấn vắng mặt trên màn ảnh rộng. Một thời gian dài anh chuyển sang làm đạo diễn và không tham gia các dự án phim ảnh vì muốn tập trung chăm sóc cho con trai bồm. Nam diễn viên cũng ít khi chia sẻ về các kế hoạch làm nghệ thuật nên không nhiều người biết diễn viên Quốc Tuấn cũng góp mặt trong phim 18 Người vợ cuối cùng chính thức công chiếu từ 3 tháng 11. Khán giả bất ngờ khi thấy Quốc Tuấn vào vai ông Thanh, bố của Linh do Cai Ti Nguyễn đóng. Diễn viên Quốc Tuấn vào vai ông bố nghèo, có tạo hình khắc khổ và rất ít thoại. Anh chỉ xuất hiện khoảng 10 phân đoạn trong phim nhưng đóng vai trò mấu chốt làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời Linh. Tạo hình của diễn viên Quốc Tuấn trong Người vợ cuối cùng. Người vợ cuối cùng đánh dấu sự tái xuất màn ảnh rộng của nam diễn viên sinh năm 1961 sau gần 2 thập kỷ vắng bóng. Trước đó, năm 2021, Quốc Tuấn tham gia vở kịch Cuộc chiến không cân sức phát sóng trên VTV1 do diễn viên Kim Oanh, bà cả trong phim Người vợ cuối cùng đạo diễn. Tuy vậy, trong Người vợ cuối cùng, Quốc Tuấn và Kim Oanh không có cảnh nào diễn chung với nhau. Xuất thân là diễn viên điện ảnh nhưng Quốc Tuấn được khán giả biết tới nhiều qua các phim truyền hình đình đám một thời như Người thổi tù và Hàng tổng, 12A và 4H, Những người sống quanh tôi, Luật đời. Sau khi con trai đầu lòng chào đời năm 2002, Quốc Tuấn gác lại sự nghiệp để đồng hành với con trong hành trình chữa bệnh. Năm 2017, bom gây bất ngờ khi thi đỗ vào khoa gia, chuyên ngành piano gia tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hiện bom đang tập trung hoàn toàn năm cuối của hệ trung cấp 7 năm. Mong muốn giản dị của diễn viên Quốc Tuấn với cậu con trai mắc bệnh Aper. Bom, tên thật Nguyễn Anh Tuấn, do mắc không may mắc căn bệnh Aper hiếm gặp nên ở tuổi 21 anh đã trải qua 11 lần đại phẫu thuật. Hiện nay, diễn viên Quốc Tuấn vẫn mong muốn có thêm các đợt phẫu thuật để bom hoàn thiện hơn. Hành trình 15 năm chữa bệnh cho con của diễn viên nghệ sĩ ưu tú Quốc Tuấn chỉ chính thức được chia sẻ cách đây 5 năm trong chương trình Điều ước thứ 7. Câu chuyện vượt lên khó khăn của hai cha con diễn viên Quốc Tuấn đã lấy nước mắt của hàng triệu khán giả. 5 năm sau chương trình lần đó, ngoại trừ việc số đông khán giả biết đến và chia sẻ với diễn viên Quốc Tuấn thì những việc đồng hành cùng con vẫn vẹn nguyên. Anh vẫn là người cha quốc dân. Khi dù đứa con trai đã bước vào tuổi 21 nhưng việc chăm sóc bom thì không khác gì đứa trẻ lên hai. Hàng ngày bom phải ăn đồ ăn nhuyễn nên cháo là món ăn chính được diễn Quốc Tuấn chuẩn bị cho con. Hành trang mang đi theo Quốc Tuấn mỗi lần dẫn con đi xa là cháo ăn liền và quả bơ, những thực phẩm có thể chế biến bất kể lúc nào cho bom nếu cậu cần ăn. Hội chứng Aper là bệnh hiếm gặp trên thế giới. Theo báo cáo của Y văn Hoa Kỳ, tỷ lệ là 1 trên 88.000 trẻ mắc căn bệnh này. Và bom không may nằm trong số trẻ bị mắc bệnh đó. Trong suốt hơn 20 năm qua, diễn viên Quốc Tuấn luôn đồng hành cùng con đi qua 11 cuộc đại phẫu thuật cũng như trong mọi sinh hoạt thường ngày. Năm 2015, sau khi trở về từ ca phẫu thuật từ Australia, bom được bố cho học đàn một cách nghiêm túc. Năm 2017, anh được nhận vào hệ trung cấp 7 năm với thành tích top 5 cuộc thi tuyển đầu vào của khoa Pianoza, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhờ thành tích này, em được nhận suất học bổng 2 năm của Ban Giám đốc Học viện. Đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời bom. Ước mơ lớn nhất của nghệ sĩ Quốc Tuấn là bom được phẫu thuật thẩm mỹ, trồng răng giả và định hình lại các ngón tay. Hiện tại, bé bom ngày nào giờ đã trở thành chàng trai 20 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 5 của trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 2 năm nữa, cậu sẽ hoàn thành hệ trung cấp của trường. Niềm đam mê âm nhạc không một ngày nào thôi chảy trong mạch máu và hơi thở của cậu. Bom có thể tập đàn ngày đêm, tập đến quên ăn quên ngủ, chưa bao giờ bố phải nhắc nhở. Diễn viên Quốc Tuấn từng kể, mỗi ngày bom dành ra 8 đến 10 tiếng để tập đàn. Có những ngày anh ra ngoài giải quyết công việc, dặn bom ngủ sớm, thế nhưng 11 giờ về tới nhà vẫn thấy tiếng đàn vang lên khắp hành lang chung cư. Vì sức khỏe không được tốt, nên mỗi buổi tập đàn của bom đều rất vất vả. Lần nào tập, cậu cũng mất mát mồ hôi, phải thay đến mấy cái áo. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, bom đã gặt hái được thành quả là thành tích học tập tốt tại ngôi trường cậu đang theo học. Trong suốt nhiều năm liên tiếp, bom đều giữ vững vị trí top sinh viên có thành tích tốt nhất tại khoa gia, trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cậu cũng xuất hiện trong nhiều chương trình quy mô lớn về âm nhạc do nhà trường tổ chức. Sắp bước vào những cuộc phẫu thuật tiếp theo. Được biết, nghệ sĩ Quốc Tuấn đang chờ ngày đưa con trai sang nước ngoài để thực hiện ca phẫu thuật trồng lại răng và chỉnh lại ngón tay. Mấy năm nay, việc phẫu thuật của bom bị trì hoãn do dịch Covid-19 nên sinh hoạt và học tập gặp rất nhiều khó khăn.
sức khỏe của Bông tốt, chỉ cần đợi phẫu thuật trồng lại răng hàm trên. Hiện bạn ấy ăn uống và nói chuyện hơi khó, 2 năm nay chỉ ăn cháo liên tục. Các bác sĩ người nước ngoài vướng dịch Covid-19 nên cũng chưa sang mổ được cho Bông. Tôi vẫn chăn trở chờ ngày con được phẫu thuật. Về thể lực, gia đình luôn động viên con chuẩn bị tốt để sẵn sàng thực hiện các cuộc điều trị. Hầu hết các cuộc phẫu thuật lớn và quan trọng đều đã hoàn thành, chỉ còn làm thẩm mỹ tay và khuôn mặt. Việc phẫu thuật tay cũng quan trọng vì giờ Bông tập đàn phải nỗ lực rất nhiều do tay còn cứng, phải vận dụng 200% so với người thường. Con phải dùng lực mạnh hơn mới bấm được phím đàn, có khi trời lạnh vẫn bật quạt để tập đàn vì ra nhiều mồ hôi quá. Tập đàn xong lần nào Bông cũng phải thay áo, tôi chỉ lo con bị cảm, diễn viên Quốc Tuấn tâm sự trên Vietnamnet. Vì thời gian tập đàn mỗi ngày của Bông rất nhiều, nên hai bố con Quốc Tuấn không có nhiều thời gian trò chuyện như trước, chỉ tranh thủ lúc ăn cơm và trước giờ đi ngủ. Để giúp con cải thiện diễn đạt, nam diễn viên thường đặt ra những câu hỏi và khích lệ con trả lời. Khi thấy Bông áp lực với việc tập đàn, Quốc Tuấn cũng nhắc nhở con trai cân đối giữa học tập, nghỉ ngơi và tập luyện thể thao. Thi thoảng, hai bố con anh đi dã ngoại, du lịch cùng bạn bè để thư giãn, lấy lại năng lượng sau những giờ khổ luyện với cây đàn. Âm nhạc là thứ đam mê lớn giúp Bông hòa nhập vui vẻ với mọi người. Trong chuyến thăm Vịnh Hạ Long hồi cuối tháng 3 năm 2023, mặc dù khá hạn chế về giao tiếp nhưng khi nữ ca sĩ người Philippines du lý và ông Ega Kay ăn án, giám đốc điều hành du thuyền Ambassador cùng giao lưu chia sẻ về âm nhạc thì Bông rất hào hứng. Chàng trai 21 tuổi còn ngẫu hứng chơi đàn trước đông đảo du khách, nhảy cực sung với nữ ca sĩ người Philippines. Bông cũng thoải mái check-in Hạ Long cùng người hâm mộ mà không có sự ngại ngùng.